Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiệu. Và ngày hôm nay Hiệu chỉ chia sẻ với các bạn những nền tảng, những chìa khóa, những bài học mà giúp cho bạn là những người đang trong quá trình start up khởi nghiệp để trong những năm đầu tiên mình không bị phá sản. Điều này vô cùng quan trọng các bạn. Đây cũng là một những cái điều mà Hiệu đang rất là lưu tâm để có thể trong hành trình của mình có thể giúp cho công ty của mình được phát triển về sau tốt hơn mỗi ngày. Ok, và chúng ta sẽ đi đến những cái câu chuyện đầu tiên về những hành trình startup. Các bạn biết đấy, những người mà bắt đầu trên hành trình startup họ cực kỳ là khó khăn trong những giai đoạn đầu, nhưng sau ở bên đấy họ có những ý chí và những cái điều những cái ước mơ để làm sao thực hiện được nó, và họ chiến đấu hết mình với 100% năng lượng và thậm chí cả 200% năng lượng các bạn. Và trên cái con đường gian nan đấy thì có vô vàn những cái bài học người anh đi trước, những người anh người chị đi trước để có thể truyền lại cho chúng ta. Thì Hiệu cũng được rất là vui khi được lắng nghe những bài học đấy và được đúc kết lại cho mình để trên hành trình của mình cũng có thể rút được kinh nghiệm và mình có thể sự không bị lặp lại điều đấy, và mình phát triển nó lên, phát triển những cái điều tích cực và từ những cái bài học thất bại đó. Và hôm nay Hiệu sẽ chia sẻ với các bạn, bao nhiêu trong số của bạn đang trong quá trình khởi nghiệp startup thì bạn có thể comment phía dưới và hoặc là để lại ý kiến để chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn. Thì trong quá trình mà Hiệu chia sẻ thì nó chỉ là một phần nhỏ trong những cái bài học mà cuộc sống ngoài kia có rất là nhiều, nên là nếu mà bạn cảm thấy có nhiều bài học của bạn riêng bạn thì bạn hãy cùng chia sẻ với Hiệu nhé. Ok, với bài học của Hiệu thì Hiệu chỉ bắt đầu như sau. Một là khi bắt đầu khởi nghiệp của mình thì trên cái hành trình đấy mình đang tìm kiếm đồng đội của mình, lắp đầy cho khoảng trống của mình để giúp cho các bộ máy của mình được hoàn thiện hơn. Một bộ máy doanh nghiệp cũng có rất nhiều bộ phận, nhưng mà chúng quy lại nó gồm các bộ phận như sau: thứ nhất là quản lý điều hành, thứ hai là marketing, thứ ba là sale bán hàng, thứ năm là kế toán. Đó là những cái mảnh ghép để giúp công ty hoạt động được trơn tru hơn. Và những cái người mà khi mà mới bắt đầu đồng hành cùng mình, họ cũng là rất là họ cũng là người mà cực kỳ là có một tinh thần khát khao, một tinh thần luôn luôn nỗ lực và hăng hái và thực hiện nó mỗi ngày và cùng bạn chinh phục cái ước mơ của bạn. Và cái điều đấy là cái điều mà quý giá nhất trong quá trình mà bạn bắt đầu gây dựng ở cái nghiệp startup. Đó là những người bạn, là những người thân trong bộ máy của chúng ta, là những người mà gọi là người bạn chí cốt của chúng ta trong những lúc giai đoạn khó khăn của công ty mới bắt đầu khởi nghiệp. Và đó là những người bạn mà luôn luôn cho mình những lời động viên hàng ngày để giúp cho mình hàng ngày được phát triển hơn. Thì để duy trì được tình bạn đấy không phải là ai để duy trì được các bạn ạ. Trong một thời gian lúc đầu không có tiền thì anh em trân trọng nhau và quý nhau rất nhiều, nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem nếu một ngày kia 2 năm 3 năm khi bạn giàu có lên và bạn rất là nhiều tiền thì cái lúc đó tình cảm của bạn có còn giữ lại được tình đồng hay không, có không là phụ thuộc vào người ban lãnh đạo của bạn. Để làm sao công ty của bạn hoàn thành tốt nhất thì với một công ty các bạn biết không, một công ty không thể có hai chỗ, không hai người mà có thể đưa ra được hai ý kiến khác nhau. Bởi vì vì thế nên trong công ty của bạn, một những người đồng đội của bạn đã tham gia vào thuyền của bạn thì bạn hãy cân nhắc xem ai là người ra quyết định, bạn hay là người bạn của bạn. Hãy chọn cho một người đó là người đưa ra quyết định nhất, để khi mà tất cả mọi người đều có ý và tổng hợp lại thì cái người đó là người quyết định cái hậu quả gì và sự chọn thì mình follow theo một quy trình mà bạn hơn. Đó là bài học số 1, là một công ty không có hai, không có hai chủ, một công ty không có hai quyết định khác nhau. Và những người bạn của mình là những đồng đội đi cùng với mình trong những năm tháng từ khó khăn cho đến khi giàu có, thì các bạn cần phải trân trọng nhiều hơn, trân trọng và yêu thương, và thật sự là phải công bằng văn minh. Đó là thứ hai, là luôn luôn phải công bằng văn minh và phải trân trọng. Nếu họ đã xuất phát cùng bạn trên một chuyến thuyền từ ngay từ khi mới bắt đầu đi lên, thì các bạn biết rằng không phải ai cũng có ý chí, không phải ai cũng bỏ hết tất cả thời gian, công sức, tiền bạc để
xử với những người đồng đội của mình. Vì tiền của công ty lại đưa vào tài khoản của bạn, hay là tiền của bạn lại đưa vào tài khoản công ty, thì sau khi thống kê lại hay mọi thứ nhầm lẫn thì bạn cũng không thể biết chắc được. Nên cái nào thì cái đủ cái tiền là đủ cái tình cảm, và đúng cái tiền này rất là khó xử. Các bạn có bài học